Chào mừng tất cả các em đến với tiết học ngày hôm nay. Tuần 23, tiết 114, liên kết câu và liên kết đoạn văn. Tiếp theo, trọng tâm của tiết học ngày hôm nay được ghi rất rõ ở kết quả cần đạt, sách giáo khoa trang 44. Củng cố hiểu biết về liên kết câu và liên kết đoạn văn, nhận ra và chữa được một số lỗi về liên kết. Để thực hiện mục tiêu này, cô trò chúng ta sẽ tiến hành hai bước. Thứ nhất là chúng ta sẽ ôn lại lý thuyết và thứ hai là chúng ta sẽ làm phần luyện tập. Cô đi vào một la mã ôn lại lý thuyết. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại khái niệm về liên kết. Khái niệm về liên kết được ghi rất là rõ trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 43. Cô và các em cùng nhau ôn lại nhé. Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu văn trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức. Để xem xét một đoạn văn, một văn bản có liên kết hay không thì chúng ta phải dựa vào hai tiêu chí. Thứ nhất là về liên kết nội dung, thứ hai là về liên kết hình thức. Đây là hai phương diện rất là quan trọng, thể hiện đoạn văn và văn bản ấy có liên kết với nhau hay không. Cô sẽ cùng các em ôn lại bằng một cái sơ đồ tư duy. Phương diện thứ nhất, liên kết về nội dung. Một đoạn văn hay một văn bản được xem là nội dung liên kết khi đạt được hai tiêu chí sau đây. Tiêu chí thứ nhất là liên kết chủ đề. Tiêu chí thứ hai là liên kết logic. Cô giải thích rõ hơn. Liên kết chủ đề là các câu trong một đoạn văn, các đoạn trong một văn bản phải tập trung thể hiện chủ đề của văn bản. Liên kết logic là các câu trong một đoạn văn, các đoạn trong một văn bản phải được sắp xếp một cách hợp lý. Phải đạt được hai tiêu chí này, tức là liên kết chủ đề và liên kết logic, thì đoạn văn hay là văn bản đó mới được xem là đã liên kết về nội dung. Phương diện thứ hai, liên kết hình thức. Để đoạn văn hoặc là văn bản liên kết về mặt hình thức thì chúng ta cần phải sử dụng các phép liên kết. Các phép liên kết thường gặp là phép lập, phép đồng nghĩa trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế và phép nối. Nội dung khái niệm của các phép liên kết về hình thức này chúng ta đã được giáo viên hướng dẫn rất kỹ ở tiết 113. Cô đề nghị các em phải thuộc khái niệm thì chúng ta mới có thể tiến hành được làm cái bài tập ngày hôm nay mới tốt nha. Các em phải ôn lại cái khái niệm ở tiết 113. Cô trò chúng ta sang phần 2, phần chính của tiết học ngày hôm nay. Hai la mã luyện tập. Phần luyện tập có tất cả là 4 bài. Thì 4 bài tập này sẽ giúp chúng ta thành thạo trong cái việc phát hiện các liên kết được sử dụng, phát hiện cả lỗi sai về liên kết nội dung và hình thức khi tạo lập văn bản và biết chỉnh sửa nội dung trong cái đoạn văn, chỉnh sửa đoạn văn làm sao cho nó liên kết để cho đoạn văn ấy không chỉ đúng mà còn hay. Đó là mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Cô chờ chúng ta đi vào bài tập thứ nhất, trang 49. Cô đọc đề, chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn trong những trường hợp sau đây. Đầu tiên chúng ta cần xác định rõ cái yêu cầu đề. Đề yêu cầu là chỉ ra phép liên kết câu và liên kết đoạn. Tức là đề yêu cầu chúng ta tìm các phép liên kết hình thức. Phép nối, phép lập, phép thế, phép trái nghĩa, đồng nghĩa, liên tưởng. Đấy, là chúng ta sẽ chỉ ra các phép liên kết hình thức đó trong các đoạn trích mà đề nêu. Đoạn A. Cô xin đọc bài tập 1A. Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến. Muốn được như thế, thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa. Hồ Chí Minh trích vấn đề giáo dục.
cô đọc lại một lần nữa. Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến. Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa. Hồ Chí Minh trích vấn đề giáo dục. Các em đã phát hiện ra phép liên kết nào được tác giả sử dụng hay chưa? Chắc nhiều em đã phát hiện ra, đó là phép lặp từ ngữ. Vậy từ ngữ nào được lặp lại? Thì từ ngữ được lặp lại đó chính là minh chứng. Các em tìm từ ngữ được lặp lại. Thì có em sẽ phát hiện ra từ trường học được lặp lại. Cũng có em phát hiện ra đó là từ chúng ta, từ của, từ và, từ hơn nữa. Nhưng có phải tất cả những minh chứng, những từ ngữ mà các em nêu ra đều đúng hay không? Làm sao để biết minh chứng đó là minh chứng đúng cho phép lặp từ ngữ hay không? Thì chúng ta phải tiến hành các bước sau đây. Đầu tiên là chúng ta xác định cái chủ đề của đoạn trích này. Đoạn trích này tập trung nói về cái mục đích đào tạo của trường học xã hội chủ nghĩa. Vậy thì từ trường học chính là minh chứng chính xác nhất cho phép lặp từ ngữ. Bởi vì từ trường học tập trung thể hiện chủ đề của đoạn trích này. Còn các từ khác thì chưa chính xác lắm, chúng ta không cần ghi. Vậy chúng ta đã hình thành đáp án rồi, chúng ta trình bày đáp án như thế nào? Các em sẽ ghi tên cái phép liên kết hình thức ra trước, phép lặp từ ngữ. Rồi các em sẽ nêu cái minh chứng ra sau, từ trường học được để trong mặt kép. Nếu các em muốn giải thích gì thêm, ví dụ như là trường học là phép liên kết giữa câu này với câu kia, thì các em có thể mở ngoặc ra giải thích thêm là liên kết câu ở trong ngoặc đơn. Tất cả những gì các em giải thích thêm, các em để trong ngoặc đơn cho nó đỡ rối cái phần đáp án trình bày của chúng ta. Ngoài phép lặp từ ngữ thì chúng ta còn phát hiện ra trong cái đoạn trích này sử dụng phép thế. Từ như thế trong đoạn 2. Cô đọc nguyên văn cái đoạn 2. Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa. Từ như thế ở đoạn 2, thế cho vấn đề nêu ra ở cái đoạn 1, tức là trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân và trường học của chúng ta phải hơn trường học thực dân và phong kiến. Như vậy, như thế là phép. Như vậy, phép thế là như thế, và phép thế này đã giúp liên kết giữa đoạn 2 và đoạn 1, liên kết đoạn. Cô trò chúng ta sẽ sang bài tập 1B. Cô đọc đề bài. Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thật sự được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống. Sự sống ấy tỏa đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là tri thức. Nguyễn Đình Thi trích tiếng nói văn nghệ. Tương tự như bài tập 1A, chúng ta sẽ tìm xem trong đoạn trích này tác giả đã sử dụng phép liên kết hình thức nào. Và chúng ta cũng dễ dàng nhận ra từ văn nghệ được lặp lại nhiều lần, từ sự sống được lặp lại nhiều lần. Như vậy chúng ta có thể kết luận phép liên kết được sử dụng, đó là phép lặp từ ngữ, và minh chứng là từ văn nghệ sự sống. Cả hai từ ngữ này đều tập trung nói về chủ đề của đoạn trích. Văn nghệ và sự sống liên kết câu này với câu kia trong một đoạn văn, và liên kết giữa đoạn này với đoạn kia trong một văn bản. Vì vậy, cô mở ngoặc giải thích thêm là liên kết câu, liên kết đoạn. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện trong đoạn 1B sử dụng một phép liên kết hình thức khác, đó là Ngoài ra, câu 1B còn sử dụng một phép liên kết hình thức khác, đó chính là phép thế.
Sự sống ấy ở đoạn 2 thay thế cho sự sống gắn bó với văn nghệ đã nói đến ở đoạn 1. Như vậy, cách thế sự sống ấy nối kết đoạn văn số 2 với đoạn văn số 1. Chúng ta sang bài tập 1C, cô đọc đề. Thật ra, thời gian không phải là một mà là hai. Đó vừa là định luật tự nhiên, khách quan, bao trùm thế giới, vừa là một khái niệm chủ quan của con người đơn độc. Bởi vì chỉ có con người mới có ý thức về thời gian. Con người là sinh vật duy nhất biết rằng mình sẽ chết và biết rằng thời gian là liên tục. Trích thời gian là gì trong tạp chí Tia Sáng. Đoạn 1C, sử dụng phép lập từ ngữ. Từ thời gian, con người được lặp lại nhiều lần trong đoạn văn, liên kết giữa câu này và câu kia trong đoạn. Bài tập 1D. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh, nam cao, trích Chí Phèo. Trong bài tập 1D này, chúng ta phát hiện khá nhiều phép liên kết về hình thức. Thứ nhất, phép liên tưởng, yếu đuối, hiền lành, ác, mạnh. Và những từ này cùng thuộc trường từ vựng tính cách. Ngoài ra, chúng ta còn có thể phát hiện ra thêm các trái nghĩa. Yếu trái nghĩa với mạnh, hiền trái nghĩa với ác. Cô lưu ý thêm, khi phát hiện các trái nghĩa, chúng ta cần phải cân xứng. Yếu là một từ đơn, là một tính từ, thì chúng ta phải tìm một từ cân xứng. Mạnh cũng là một từ đơn và một tính từ. Tương tự như vậy, hiền và ác. Tóm lại, câu 1D sử dụng hai phép liên kết về hình thức, đó là phép liên tưởng và phép trái nghĩa. Như vậy, bài tập 1 khép lại. Chúng ta đã tìm hiểu các phép liên kết về hình thức và chúng ta thấy phép lập từ ngữ là một cái phép liên kết mà được sử dụng khá nhiều trong các bài tập, phải không nào? Bên cạnh đó còn có phép trái nghĩa, phép liên tưởng, vân vân. Chúng ta sang bài tập số 2. Tìm trong hai câu dưới đây những cặp từ trái nghĩa phân biệt đặc điểm thời gian vật lý và đặc điểm thời gian tâm lý, giúp cho hai câu ấy liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta gạch chân dưới yêu cầu đề. Đề yêu cầu tìm những cặp từ trái nghĩa phân biệt đặc điểm thời gian tâm lý và đặc điểm thời gian vật lý nha, và phải là những từ mà giúp cho hai đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau. Có rất là nhiều cách mà thể hiện trình bày câu trả lời của mình, thế nhưng mà cô thì thích cái cô chọn cái cách trình bày là cái khung và đối xứng song song, một cột là thời gian vật lý, một cột là thời gian tâm lý. Và cô tìm ra một số cặp từ trái nghĩa: thời gian vật lý vô hình, thời gian tâm lý hữu hình, thời gian vật lý giá lạnh, thời gian tâm lý nóng bỏng, thời gian vật lý thẳng tắp, trái nghĩa với thời gian tâm lý hình tròn, thời gian vật lý đều đặn, trái nghĩa với thời gian tâm lý lúc nhanh lúc chậm. Đấy. Và các cái tập cặp từ trái nghĩa này đã giúp cho các câu văn trong đoạn văn liên kết hơn. Chúng ta sang bài tập số 3. Hãy chỉ ra các lỗi về liên kết nội dung trong những đoạn trích sau và nêu cách sửa. Các em gạch chân dưới yêu cầu đề. Chỉ ra lỗi liên kết nội dung và thứ hai là nêu cách sửa. Như vậy chúng ta phải thực hiện đầy đủ hai yêu cầu đề ấy. Đoạn thứ nhất. Cắm đi một mình trong đêm, trận địa đại đội 2 ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Hai bố con anh cùng viết đơn xin ra mặt trận. Mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối. Khi các bạn đọc đoạn này thì các bạn cảm thấy như thế nào? Thật là khó hiểu đúng không? Bởi vì đoạn văn có 4 câu thôi nhưng mà nó không liên kết về nội dung. Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn. Vì vậy khi chúng ta sửa, chúng ta cần phải sửa cái lỗi liên kết, tập trung sửa lỗi liên kết nha. Cô gợi ý một cách sửa để cho đoạn văn này nó liên kết hơn. Cách sửa của cô như sau. Cắm đi một mình trong đêm. Cô giữ lại câu đầu.
Trận địa đạo đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Cô thêm từ của anh để liên kết anh ở câu 2 với cắm ở câu 1. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc, hai bố con anh cùng viết đơn xin ra mặt trận. Vậy mà bây giờ mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối. Cô ba và cô bốn cô có kết nối với nhau về mặt thời gian. Cô ba là đầu mùa lạc và cô bốn là cuối mùa lạc. Cùng kể về nhân vật anh tên là Cắm. Như vậy với cách sử này đoạn văn đã liên kết hơn. Các em nếu có cách sử nào hay hơn thì các em gửi cho cô nhé, để cô giới thiệu cho các bạn cùng chúng ta học tập bài tập B. Năm 19 tuổi, chị đẻ đứa con trai. Sau đó, chồng mắc bệnh, ốm liền 2 năm rồi chết. Chị quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng. Thế thì đoạn văn này mắc cái lỗi là liên kết nội dung. Trật tự các câu trong cái đoạn văn này nó không có được hợp lý. Bởi vì ở câu thứ nhất thì đã thông báo anh bệnh rồi anh chết. Nhưng câu cuối thì lại kể về chuyện anh chồng của chị ấy là yêu thương chị vô cùng. Như vậy chúng ta cảm thấy rằng là các câu này trật tự thời gian nó sắp xếp không được hợp lý. Vậy chúng ta sẽ tập trung vào lỗi đó để chúng ta sửa. Cô gợi ý một cách sửa như sau. Năm 19 tuổi, chị đẻ đứa con trai. Sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền 2 năm rồi chết. Suốt 2 năm chồng ốm nặng, chị quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Cũng có những lúc ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chị cảm nhận được chồng chị yêu thương chị vô cùng. Như vậy, chúng ta đã sắp xếp hợp lý hơn về trình tự thời gian, đẩy cái sự việc chồng chị yêu thương chị lui vào quá khứ và diễn ra trong cái hồi ức, cái nỗi nhớ của chị. Chúng ta sang bài tập 4. Chỉ ra và nêu cách sửa các lỗi liên kết hình thức trong đoạn trích sau. Với bộ răng cứng là nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da, mọi biện pháp chống lại nó vẫn chưa có kết quả vì chúng sống lâu dưới mặt đất. Hiện nay người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc độc điều trị cho những người bị nó cắn. Thì đoạn văn này có lỗi về hình thức, từ dùng ở câu 2 và câu 3 không thống nhất. Chúng ta cần thay đại từ nó bằng đại từ chúng thì sẽ liên kết hơn. Bài tập 4B. Tại văn phòng, đồng chí bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân để trao đổi ý kiến. Mỗi lúc bà con kéo đến hội trường một đông. Đoạn văn này mắc lỗi về hình thức, dùng hai từ không cùng nghĩa với nhau, từ văn phòng và từ hội trường. Như vậy chúng ta sẽ tập trung vào lỗi sự vào cái lỗi này để chúng ta sửa. Chúng ta sửa như sau. Thay từ hội trường ở câu 2 bằng từ văn phòng như ở câu số 1, là hai đoạn, hai câu sẽ lập tức liên kết với nhau ngay trong cái đoạn này. Và các em lưu ý nè, cần sử dụng các phép liên kết câu, liên kết đoạn một cách chính xác, linh hoạt để diễn đạt đúng ý, dễ hiểu và làm cho cái lời nói mình, cái câu văn của mình viết ra, cái văn bản mình viết ra nó được hay hơn các em nhé. Cuối cùng, cô hướng dẫn các em bài tập ở nhà. Các em viết đoạn văn với chủ đề lao động, sử dụng một phép liên kết. Và các em soạn trước cho cô bài mùa xuân nho nhỏ, đọc kỹ chú thích trong sách giáo khoa trang 156-157, tìm hiểu thêm về tác giả Thanh Hải, trả lời 5 câu